review của em Lan ngày hôm nay. Sau một chuỗi nghỉ dài thì em Lan đã quay trở lại với cái buổi review ngày hôm nay rồi đây ạ. Xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người giờ này có khỏe không? Có còn nhớ em Lan là ai không? Ôi thời tiết biết nóng lực như thế này thì không điều gì có thể chúng ta sáng khoái và mát lạnh hơn. Đó chính là một ly trà đào. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người đến với mọi người đó là một ly trà đào, một hộp trà đào Cosy giải khát mùa hè nhé. Lấy thời tiết mùa hè nắng nóng oi bức này thì chúng ta không thể nào mà thiếu đi những cái nguồn nước tươi mát được. Thế nên là khi mà chúng ta đang sử dụng những cái dòng này thì chúng ta không thể bỏ qua được những cái hương vị uống tuyệt vời của trà Cosy nhé, trà đào Cosy. Trà đào Cosy là cái món uống và thức uống mà được rất chi là nhiều mọi người đang được mọi người yêu thích rồi. Thế nên là mọi người có thể thấy rằng là cái em Cosy này vừa giải tỏa khát mùa hè này, vừa làm cho chúng ta đẹp hơn này, thanh lọc hơn. Thì hôm nay em Lan sẽ cùng mọi người review về cái em sản phẩm trà Cosy này, xem nó có tác dụng như thế nào và bên cạnh đó thì nó sẽ có những cái công dụng hữu ích gì, giúp cho chúng ta những cái lợi ích gì nhá. Thì sau đây em sẽ cùng mọi người review cái sản phẩm em trà đào Cosy này nhá. Chi tiết sản phẩm thì là được sản xuất từ búp trà Thái Nguyên, được sao và tẩm ướp, cùng những cái quả đào tươi và chín tới liên tục từ 15 đến 20 ngày để giúp cho hương đào được thấm vào từng lá trà đào, tạo lên cái sản phẩm đó là trà đào Cosy. Túi trà đào Cosy này thì đảm bảo hương đào hòa quyện nhưng khi thưởng thức thì thoang thoảng nhẹ nhàng mà không gắt, mang đến cảm giác sảng khoái, tỉnh táo cho người, cho tinh thần, mang đến cảm giác tỉnh táo và sảng khoái cho tinh thần. Ở thì còn tinh chất trà thì mang lại sức đề kháng cho cơ thể. Cái tinh chất trà này thì mang lại rất nhiều sức đề kháng cho cơ thể nhé. Đấy. Trà đào Cosy này thì là tên sản phẩm là trà đào Cosy. Đây, trà đào Cosy. Trà đào Cosy thì cái này là có 24 gói. 24 gói trong một hộp. 24 gói trong một hộp thì nơi khô bảo quản thì chúng ta sẽ bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát, tránh để ẩm ướt rồi. Giá bán trên thị trường thì đang có giá dao động mà từ 30-28 đến 35 nghìn tùy theo nhé. Cái này thì được ứng dụng trực tiếp kết hợp với pha chế các món nguyên liệu hàng ngày như trà đào cam xả, trà đào hạt chia, đấy, trà đào sữa nữa, rất chi là nhiều món làm được cái từ trà đào đấy nhá. Trà đào thì cái này uống có tốt không thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Thành phần của là trà đen kết hợp với hương đào tự nhiên. Thành phần của em nó là từ trà đen và kết hợp với những cái hương đào tự nhiên, an toàn, lành tính, rất chi là an toàn và lành tính đối với người sử dụng. Khi mà người ta sử dụng cái trà đào Cosy này rất an toàn và lành tính luôn. Vấn đề còn lại chính là trà đựng trong cái sản phẩm này đấy, có tốt không thì đây cũng là thắc mắc của rất nhiều người bạn quan tâm, thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu nhé. Hiện nay thì trà túi lọc Cosy, trà đào túi lọc Cosy thì đựng sẽ bằng vải không dệt hoặc cả túi giấy đấy. Chúng ta sẽ thấy rằng trà này sẽ đựng ở vải không dệt hoặc cả túi giấy. Loại túi công ty sử dụng để sản xuất trà đào Cosy túi lọc là loại túi giấy được sản xuất trực tiếp tại nhà và em mà mang đến độ trắng tự nhiên, không tẩy rửa, không hóa chất. Đấy, trà đào Cosy này sẽ mang cho chúng ta một cái vị độ trắng tự nhiên, không tẩy rửa, không hóa chất. Độ hở của các khe thông thoáng, độ hở của các khe này thì rất là thông thoáng để lá trà có thể mở đều, mang đến hương vị ngon nhất, để cái lá trà đấy có thể mở đều ra và mang đến cho chúng ta một cái hương vị ngon nhất. Độ sạch sẽ, vệ sinh cao,
cái độ sạch sẽ của em nó thì vệ sinh ở rất chi là cao, nên thực khách có thể dùng ngay mà không cần dụng hay là không cần trụng hay là rửa trước là mất mất đi cái tinh tinh chất của trà, thì chúng ta không cần làm trụng hay là rửa trước thì sẽ làm mất đi cái tinh chất của trà nhá. Đấy, đây là cũng là một cái lý do, đây cũng là một cái lý do mà mỗi túi lọc đào Cosi đều được bảo quản một vỉ bao bì kín bên ngoài, đảm bảo độ an toàn cao nhất cho sức khỏe của người dùng. Đấy, bên trà sẵn sàng hãng trà sản xuất Cosi thì rất chi là tuyệt vời, bao bọc của chúng ta thì rất chi là nhiều thứ luôn. Đấy, công dụng của trà đào túi lọc Cosi. Đấy, trà đào túi lọc Cosi là của công ty cổ phần sản xuất sinh thái từng mang trà túi lọc của mình đi tham dự cuộc thi trà quốc tế. Đấy, tuyệt vời chưa? Từ của hãng này thì là mọi người đã thấy là bên mình đã cho cái sản phẩm review này, thì mọi người sẽ yên tâm rằng cái sản phẩm này sẽ mang đến cho mình những cái điều tuyệt vời nhất nhá. Cuộc thi đó là cuộc thi trà quốc tế tại Canada. Đấy, trong một trong những cuộc thi yêu cầu cao về độ an toàn của trà. Bên cạnh những đánh giá đấy thì về những giá trị chất lượng của hương vị. Đấy, khi mà chúng ta làm trà đào thì chúng ta sẽ thấy rằng hương vị của chúng nó rất là xét về mặt dinh dưỡng. Một túi trà đào Cosi túi lọc thì mang đến rất nhiều công dụng, thứ nhất là tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể tránh những tác hại do vi khuẩn đấy vi trùng gây ra. Đấy, chính là cái trà đào Cosi này thì có rất nhiều tác dụng mà là như thế nhá. Làm đẹp tóc, giảm khô sơ, đen tận tóc đen hơn, da bắt đầu chắc khỏe hơn. Đấy, thì làm giảm cái vấn đề của chúng ta đó là vấn đề rụng tóc này, giảm cái vấn đề tóc của chúng ta cũng sẽ được đen hơn nữa. Đấy, làm đẹp da và nhờ vào khả năng thanh nhiệt của trà đen giúp chúng ta sẽ giảm được mụn này, nám này, tàn nhang này. Cái khả năng thanh nhiệt của trà nó rất là tốt, thế nên là chúng ta có thể giảm được mụn, nám, tàn nhang nhé. Bổ sung chất cho oxy hóa cho cơ thể, bổ sung chất oxy hóa cho cơ thể, làm giảm nguy cơ lão hóa. Thì chúng ta có thể thấy là trà đào Cosi có thể giảm cái nguy cơ lão hóa cho chúng ta rồi nhé. Hương nào thơm mát, tạo sự sảng khoái thư giãn cho tinh thần. Hương nào thì thơm mát, tạo sự sảng khoái thư giãn cho tinh thần này, giải tỏa căng thẳng mệt mỏi, giải tỏa căng thẳng mệt mỏi và tinh thần đều như được tái sinh thông qua thói quen uống trà Cosi túi lọc. Chúng ta thấy rằng là trà Cosi túi lọc rất chi là hữu ích, như thế chúng ta phải biết rồi, giúp tinh thần của chúng ta như là đỡ được mệt mỏi này, tránh được những cái thói quen khi uống, tránh được những cái mà không tốt cho cơ thể này. Uống trà Cosi túi lọc có mất ngủ không? Đây là một trong những cái điều mà mọi người rất chi là quan tâm. Trong thành phần trà có chất amitamin thì giúp hưng phấn và thư giãn tinh thần. Nhưng đồng thời trong trà cũng có chất caffeine, tùy vào từng loại trà mà hàm lượng caffeine đã cao hay thấp khác nhau. Thì trà đen thì có một trong những nhóm trà có hàm lượng caffeine cao, thì trên thực tế nhiều người có cơ địa không bị tác động dưới caffeine thì nên uống trà hàm lượng caffeine cao vì họ vẫn có thể ngủ ngon. Đấy, nhạy cảm với caffeine về dễ mất ngủ thì chúng ta nên hạn chế, chọn thời gian thích hợp để sử dụng trà. Ví dụ như chúng ta sử dụng cái chia trà này vào buổi sáng này, hoặc là buổi trưa này trước khi bạn đi ngủ ấy. Đấy, giảm thời gian hãm trà trong nước lọc
chúng ta có thể giảm đi cái thời gian hãm trà nhé. Đấy là cái công dụng của trà Cosy. Thì video của em đang đến đây là hết rồi. Bye bye và hẹn mọi người những clip sau nhá.